ổng phát minh ra cái định luật là gì? Mọi hành động đều có phản ứng tương đương đối nghịch nhau. Chúng ta học có phản lực á, một lực đánh vào này thì nó có cái lực gì tác dụng ngược lại, hình dung chưa nè? Chúng ta phải hiểu cái nguyên lý lý này, giống như cho là chúng ta sẽ gì, chúng ta sẽ nhận. Ok, mỗi lực mà cái gì mà các bạn phát ra thì nó sẽ như thế nào, nhận 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 lại. Ok chưa này? Nó là mỗi cái cá nhân của chúng ta, mọi thứ tạo ra cho chúng ta ngày hôm nay, hoặc là mọi thứ mà hiện tại bạn đang gây ảnh hưởng đến người khác, thì nó như thế nào à? Đó là chính là kết quả hiện tại bạn đang nhận lại. Ok chưa? Nó là một cái nguyên nhân gì đó mà bạn đang nhận lại. Nếu mà hiện tại, đúng không? Hiện tại bạn chưa có nhiều tiền, bởi vì cái lực bạn tập trung cho tiền nó chưa đủ nhiều. Hiện tại cái mối quan hệ của bạn chưa có đủ nhiều, bởi vì cái lực bạn bạn tập trung cho cái mối quan hệ chưa đủ nhiều. Nếu hiện tại bạn chưa giỏi giang về kinh doanh, cái việc kinh doanh của bạn nó yếu thì bởi vì bạn chưa dành đủ thời gian, bạn chưa thật sự nỗ lực để bạn tập trung vào cái gì, cái lực bạn đánh vào kinh doanh nó chưa có đủ mạnh, y chang nó là như vậy. Tức là bạn chưa tập trung nâng cao kỹ năng, nâng cao quan niệm, mối quan hệ, nâng cao cái bán hàng, nâng cao marketing, tất cả nó đến từ một cái nguyên nhân là gốc rễ đó hết. Bạn có phát lực ra thì nó mới nhận nhận lại, nhận ra điều này chứ này. Ai cạnh tranh quá khó kinh doanh, nhưng với cái góc nhìn của mình thì ngày hôm nay cạnh tranh kinh doanh nó dễ dàng hơn xưa, gọi là nhiều 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 lần. Vì sao? Ngày hôm nay nó có công nghệ để giúp cho khách hàng tiếp cận với chúng ta, nhiều người biết về ta, nó dễ dàng hơn xưa rất là nhiều. Hồi xưa mà để có được người biết cho chúng ta là vô cùng khó khăn. Vì sao? Vì chúng ta chỉ có thể đi tới gặp họ không, hoặc là chúng ta dùng thư từ, hoặc là chúng ta lên báo, chúng ta lên truyền hình, và những cái cách đó nó rất là tốn kém, nó vô cùng tốn kém. Còn ngày hôm nay các bạn thấy không ạ? Qua internet, qua livestream, giống như các bạn đang ngồi trước màn hình này, và mình với các bạn đã gặp nhau rồi này, và các bạn biết nhau. Và không những thế, hàng ngàn những bạn ở gì ở trên khắp mọi miền đất nước, ở khắp mọi nơi, chúng ta vẫn quen biết nhau thông qua cái công nghệ, thông qua livestream, thông qua cái điện thoại, nhờ có kết nối internet. Các bạn thấy điều này tuyệt vời. Hôm nay chúng ta sẽ nói tới cái chủ đề là gì, ra khởi nghiệp để chúng ta cho và nhận. Ok chưa? Cho để nhận. Và bây giờ bắt đầu vào cái chủ đề, mình kể các bạn một cái câu chuyện, đúng không? Ví dụ như bạn và một nhóm bạn đi du lịch với nhau, bạn và một nhóm bạn đi du lịch với nhau, và trong đó bạn có một người bạn mới, một nhóm bạn khác, và có một người bạn mới, một người bạn mới lần đầu join chung cái trong chuyến cái hành trình của chúng ta. Sau khi đi du lịch, ví dụ đi du lịch Nha Trang đi, và buổi chiều đó mọi người kéo nhau cùng ra ngồi vỉa hè, ăn vặt với nhau, thì sau khi ăn uống xong á, nhân viên tính tiền. Thì ví dụ như là bạn đi, bạn là người, tại cái khoản tiền nó không 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 có nhiều, bạn kêu thôi ok để bạn lo hết cho trong đoàn khoảng 6 người, ví dụ vậy, bạn trả cái chuyến này, bạn trả. Vậy thì nó cũng rất là đơn giản thôi, thì mình ra mình bao bạn, rồi lần khác thì những người bạn khác bao lại mình. Tức là chúng ta suy nghĩ nó như vậy, nó rất là bình thường, và cái quy luật nó như vậy thôi. Chúng ta trả, chúng ta không không có nghĩ là người khác bao lại mình, nhưng mà chắc chắn là lần khác sẽ có người trả để cho nó vui mà, cái kiểu như nợ nhau qua qua lại lại cho nó vui mà. Và tất nhiên chỉ cái nhóm bạn thân và tin tưởng thì chúng ta mới làm như vậy thôi, người lạ quắt thì chúng ta đâu có làm đâu, đúng không? Thì trong đó có một người bạn mới á. Ok, người bạn mới họ như thế nào?
họ mới từ chối, họ nói là không sao, cái phần của bạn để cho bạn trả. Rồi bạn nói là không sao để bạn trả, nhưng mà cái người kia cũng dành trả, cái người kia nhất quyết là không, cái phần của bạn bao nhiêu là bạn dành trả riêng, ok chưa này? Và như thế nào à? Và ok, cứ xem như vậy đi. Nhưng mà có lẽ là bạn cũng cảm giác nó có cái gì đó nó không vui, đúng không? Rồi ví dụ là sang buổi trưa đi, sang buổi trưa đi, đúng không? Mọi người kéo nhau đi uống trà sữa, ok mà. Và một người khác trong đoàn cũng như thế nào, đứng ra muốn bao luôn, và cái người bạn mới đó cũng không chịu. Bạn mới như thế nào bạn muốn rằng là cái phần của bạn là bạn tự trả, và thế là sau này á, ok chưa, cả nhóm mới thấy rằng rất là kỳ và mới nói rằng ok mà, thôi đi chung với nhau mà để trả đi, đâu sao là lần khác bạn trả lại thôi cho nhóm nó vui. Thì bạn đó nói như vậy nè, bạn biết là đi chơi chung với vui, nhưng mà bạn không muốn nợ nần với ai hết. Sau cái chuyến đi này về rồi lỡ nợ nần ai đó mà bạn trả không được thì bạn nó áy náy, ok, bạn cảm giác nó áy áy náy. Thì nếu mà người bạn họ làm như vậy á, thì chúng ta sẽ sao chúng ta sẽ cảm giác là ồ, cái người bạn này họ muốn sống một cách rất là sòng phẳng quá. Và đôi khi sòng phẳng quá thì nó như thế nào, nó lại cũng mắc vui đi, ok, cho là nó lại mắc vui vui đi. Tức là bạn muốn kiểm soát chi tiêu, bạn muốn cân bằng trong cái khoản nào bạn trả thì bạn như thế nào, bạn bạn sẵn sàng bạn chi trả, cái chuyện đó thì không nói rồi. Nhưng mà nó làm có một cái gì đó nó mất vui, và nó làm cho cái cuộc mà xây dựng mối quan hệ đó, tức là vô hình trung bạn đánh mất đi cái mối quan hệ. Bởi vì sao vì nếu mà chiều đó cả gì cả đoàn có dịp đi ra ngoài bãi biển và bạn ngồi bạn như thế nào, bạn ăn một cái gì, một cái đồ ăn vặt gì đó, hoặc là bạn đi khát nước, bạn đi mua chai nước, thì bạn cũng như thế nào bạn ngại, bạn không, bạn như thế nào bạn cũng không muốn gì không muốn mua thêm chai nước cho cái người bạn kia nữa. Hình dung chưa? Bởi vì sao bởi vì bạn biết là bạn mua ra rồi, không biết là đang ép bạn đó uống hay là mình đang tạo giá trị cho cái người người đó, ok chưa? Đó, mình kể cái câu chuyện như vậy á để các bạn mới nhận ra 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 rằng nếu mà trong cuộc sống á mà chúng ta cứ như thế nào chúng ta cứ quá sòng phẳng với nhau đi, ok mà, thì chúng ta rất là khó để xây dựng mối quan hệ. Chứ đừng có nói là tới cái việc làm ăn gì nữa hết. Đôi khi á cái câu chuyện là chúng ta cần phải có gì, chúng ta cần phải cho đi, chúng ta cần phải nợ nhau để gì để mối quan hệ nó cần phải gặp với nhau. Đôi khi chúng ta cần phải tạo ra cái kịch bản vậy. Hôm nay tao bao mày chầu ly cà phê, thì hôm sau mày bao lại tao. Dĩ nhiên là nó nằm ở một cái mức độ vừa phải. Nếu mà cái khoản tiền nhiều quá thì sao cái khoản tiền nó quá lớn thì chúng ta cùng nhau share. Còn vừa phải, ví dụ trên dưới 100.000 thì ok, để cho người bạn mình lo đi rồi hôm sau mình lo lại, ví dụ vậy. Thì ý ở đây mình muốn gửi đến các bạn, nếu mà chúng ta không nợ nhau cái gì thì chúng ta rất khó để xây dựng cái mối quan hệ lâu bền với nhau, và chúng ta rất khó để lo cho nhau, và chúng ta rất khó gì ạ? Rất khó để chúng ta quý được nhau. Và cái điều này trong kinh doanh là nó luôn luôn gì? Luôn luôn có. Ok chưa nè? Rồi, chỉ vừa rồi mình đặt cái vấn đề như vậy thì các bạn nhận ra những cái tình huống, những cái bài học gì? Bây giờ các bạn comment xuống để chúng ta chốt một vài cái từ khóa đi, để chúng ta đi tiếp, mình mới đặt cái vấn đề thôi. Quá sòng phẳng trong giao thiệp cũng mắc hay. Đúng rồi bạn Trung Nhật, nhà Phúc, nó rạch ròi quá, nó sòng phẳng quá thì nó mắc hay. Dĩ nhiên lợi dụng thì không tốt rồi, nhưng mà chúng ta phải biết tạo ra cái cớ, đúng không? Hôm nay như thế nào, mày bao tao đi, nhớ nhớ là tao còn nợ mày, để mình có cái trách nhiệm lần sau mình đi trả, rồi cứ trả qua trả lại, tự nhiên cuộc đời nó có cơ hội gặp nhau, ok mà. Mình ví dụ đi, trong năm vừa rồi, không phải năm vừa rồi, năm 2019,
Mình có về Quảng Ngãi thì mình về Quảng Ngãi không, mình đi về Quảng Nam, mình đi về Quảng Nam trước đó là Quảng Ngãi, rồi sau đó cái chuyến sau là mình đi về Quảng Nam. Quảng Nam là một cái chương trình mà người ta mời mình, Quảng Ngãi cũng người ta mời mình, nhưng mà chuyến sau là đi về Quảng Nam. Thì khi mà các bạn ở Quảng Ngãi biết gì, biết mình về Quảng Nam và xuống sân bay sân bay gì mà của Quảng Nam nó sát với Quảng Ngãi, sân bay gì tự nhiên quên mất tiêu trời. Xuống sân bay đó thì các bạn Quảng Ngãi là trước đó học mình biết, đặc biệt là có bạn Trần Đậu, bạn ra sân bay, bạn đón mình, ok, bạn chở mình về Quảng Nam, ok, mấy ngày mình ở đó là bạn rất là nhiệt tình, bạn lấy xe ra, bạn đón, bạn chở mình ở tới mấy ngày ở ngoài đó. Thế bạn đón tiếp mình nồng hậu, bởi vì cái tình quý mến là tình thầy trò, chứ không có cái gì hết, bạn cũng không có nghĩ gì hết, mà bạn nghĩ là bạn đón mình và bạn tiếp mình mấy ngày là bạn vui cái chuyện đó. Nhưng mà mình cảm giác đó, ok chưa nè, mình cảm giác nó như thế nào, mình cảm giác là mình nợ bạn Đậu một cái gì đó, ok, đồng ý là bạn phục vụ một cái rất là vô tư, không nói. Và nếu mà bạn không chở mình á, thì bên Quảng Ngãi, bên Tam Kỳ người ta cũng đón mình, tại bên nhà nước mà. Nhưng mà mình nói bên Tam Kỳ thôi khỏi đón, có bạn Đậu, bạn ở đó, bạn ra, bạn chở mình đi ra luôn, rồi lúc đi về. Nói chung mấy ngày là rất bạn ở, bạn phục vụ rất là vui, thì cái tấm lòng của bạn thôi, nó không có hết. Nhưng mà mình cảm giác là mình nợ bạn Đậu một cái gì đó. Và chính gì đó mà sau khi bạn Đậu vào Sài Gòn thì mình mới dành ra thời gian để mình tiếp bạn Đậu. Và các bạn thấy không, cái quy luật cứ nợ nhau, bên này nợ qua bên kia nợ qua này, nó làm cho gì, nó làm cho cái mối quan hệ mỗi ngày nó như thế nào, đúng không, mỗi ngày nó lại quý giá hơn. Đúng rồi, bạn Úc Lì nợ nhau nhiều quá nên cũng mắc dần đi cái mối quan hệ. làm sao mắc được. Nó nợ nhau là chúng ta mới tìm cách gì? Chúng ta gắn bó với nhau, chúng ta nợ nhau nên chúng ta mới tìm cách chúng ta kết nối với nhau. Chúng ta tìm cách chúng ta như thế nào? Chúng ta phục vụ nhau. Và cái đó là cái vấn đề mà mình muốn nói với các bạn trong kinh doanh. Đôi khi chúng ta sòng phẳng quá, cái khoản tiền lớn hay cái gì thì chúng ta cần phải sòng phẳng thì không nói, nhưng đôi khi trong cuộc sống chúng ta phải cần gì à? Ok mà, chúng ta cần phải tạo ra cái cớ để chúng ta có cái sự nợ nhau. Ok, nợ nhau một cách nghệ thuật, nợ nhau một cách nó rất là hay. Vậy thì bây giờ mình đi sâu vào trong kinh doanh một chút xíu để các bạn biết. Ok, đặc biệt là trong kinh doanh và trong cuộc đời làm doanh nhân, bạn nên nhớ rằng cái việc, ok cho này, cái việc mà bạn đang khó khăn hiện tại này, hoặc là bạn đang xây dựng kinh doanh hiện tại này, hoặc là cái thành tựu bạn hiện tại nó đang rất là nhỏ này, ok, thì nó đang phản ảnh một cái thực tế trong cuộc sống rằng, ok cho này, bạn gì, bạn chưa đủ cái giá trị, bạn cho đi nhỏ quá nên chừng cuối cùng cái kết quả cái việc kinh doanh của bạn nó rất là nhỏ, ok. Vậy thì cái thứ nhất chúng ta phải gì à? Phải hiểu ra được một cái quy luật. Thứ nhất là quy luật gì, mọi thứ trong cuộc sống á, nó có liên hệ kết nối với nhau. Các bạn ghi này xuống nè. Cái thứ nhất là các bạn phải hiểu nguyên lý trong cuộc sống á, mọi thứ trong cuộc sống á, gần như nó có cái sự liên hệ và kết nối với nhau, nó không phải độc lập với nhau đâu. Người này cần người kia, vấn đề A cần vấn đề kia, nó có sự kết nối với nhau. Ok chưa này? Nó có sự kết nối với nhau. Thiếu cái sự kết nối này á, các bạn thấy vừa rồi cái trận dịch là các bạn thấy không? Khi mà nhà nước như thế nào cách ly một cái là các bạn thấy gần như là mọi thứ bị đứt hết, và nó gây ra những cái hậu quả. Các bạn thấy không? Nó gây ra những cái hậu quả. Trước đó chúng ta thấy rằng, các bạn thấy nhu yếu phẩm không?
Trước đó đến độ mà nhà nước cũng không định nghĩa được cái gì là nhu yếu phẩm. Chừng rốt cuộc là gì? Sữa em bé cũng là nhu yếu phẩm. Những cái chuyện nó rất là đơn giản mà các bạn thấy là ở trên báo chí nó nêu đó. Lúc đó mới nhận ra gần như là nó có sự kết nối vơ nhau. Không có cái chuyện là tôi sống tôi không liên hệ gì với anh. Vậy thì trong kinh doanh cũng vậy, mọi sự nó kết nối nhau, nó nhờ thế nào. Mình ví dụ, ok, ví dụ bạn là một cái doanh nghiệp, đúng không? Và khi mà một doanh nghiệp bạn xây lên thì chắc chắn chung quanh bạn có những cái đối thủ. Ví dụ đi, bạn mở ra một cái quán phở thì chắc chắn chung quanh bạn có những đối thủ khác trong khu vực nó mở những cái quán phở. Chúng ta không có thể rằng là chúng ta chỉ việc vì gì tập trung vào đánh bại đối thủ. Các bạn hiểu chưa? Các bạn tập trung vào các bạn đánh bại đối thủ là chuyện gì? Chẳng lẽ mình sống rồi đối thủ như thế nào? Đối thủ chết à? Vậy là bạn, cái phần bạn được là do người kia chết, đúng không? Thì chúng ta tư duy như vậy á là như thế nào? Là một trong những cái tư duy mà nó sai lầm nhất. Và cái người kinh doanh nghiệp dư á, họ hay tư duy theo cái kỳ vậy. Họ ra kinh doanh á là họ tìm cách á, họ phá cái người bên cạnh của ta, cái người đi sau họ tìm cách họ phá, hoặc là người đi trước tìm cách phá cái người đi sau. Và cái tư duy như vậy là cái một trong những cái tư duy là triệt tiêu. Mà thay vì chúng ta tập trung vào chúng ta như thế nào chúng ta đánh bại đối thủ, thì tập trung vào gì bạn? Tập trung vào cái việc mà làm sao đó chúng ta cung cấp cái giá trị tốt hơn cho khách hàng. Ok chưa này? Thay vì tập trung vào đánh bại đối thủ thì tập trung vào cái việc gì? Cung cấp giá trị tốt hơn cho khách hàng. Và khi chúng ta càng cung cấp giá trị tốt hơn cho khách hàng thì cái chuyện gì? Thì đối thủ của chúng ta, những người họ như thế nào, họ năng động, họ giỏi, thì họ ngày đêm họ cũng phải nghiên cứu để họ tập trung làm sao họ theo kịp ta. Đâm ra cái năng lực của họ nó cũng đi lên luôn. Các bạn có hình dung chưa? Họ cũng kéo năng lực của họ đi lên luôn. Còn người nào mà họ không theo kịp thì họ như thế nào? Họ tự bỏ lại phía sau thôi. Tức là họ tự gì? Họ tự hại họ, họ tự giết họ. Bởi vì họ không nâng cấp bản thân của họ lên. Chứ chúng ta không có cái chuyện gì tập trung đánh bại đối thủ, hình dung chưa? Tập trung vào sự khác biệt, tập trung vào việc mang nhiều giá trị cho khách hàng. Ok, nhận ra cái bài học này chưa? Giống y như gì? Các bạn thấy không? Điện thoại gì? Điện thoại Apple, khi mà người ta lên thì người ta tập trung vào gì? Tạo ra cái sự khác biệt cho cái điện thoại, ép cái điện thoại nó trở thành cái điện thoại thông minh. Thì Nokia họ không chịu gì? Họ không chịu nâng cấp kịp, họ không theo kịp, họ vẫn cứ theo cái trường phái gì? Điện thoại cục gạch. Và thế là họ tự loại họ phía sau thôi. Bởi vì khách hàng không dùng điện thoại cục gạch nữa, khách hàng dùng sang điện thoại thông minh, điện thoại smartphone. Ok, các bạn nhận ra điều này chưa chứ này? Không có triệt tiêu đối thủ, tập trung vào cho giá trị khách hàng nhiều hơn. Ok, nhận ra bài học gì ở đây nè? Các bạn nhận ra bài học gì nè? Hay quá thầy. Ok, bạn Thanh Sơn. Nước trong quá thì không có cá, người xét nét quá thì không có bạn. Nếu sòng phẳng quá thì cũng mắc hay. Nếu bạn muốn nhận những giá trị yêu thương thì hãy trước tiên bạn phải yêu thương người khác. Tuyệt vời. Rồi, không có đi mà tập trung triệt tiêu đối thủ, hình dung chưa? Mà chúng ta tập trung vào cái việc gì? Mang giá trị cho khách hàng. Tiếp tục sang bài học số 2. Vậy bài học số 2 là gì? Cái gì á, nó cũng có qua và có lại. Ok, bài học thứ 2 đó là gì? Có qua, có lại. Ok chưa nè? Thì các bạn biết định luật Newton á, ông Isaac Newton á, ổng phát minh ra cái định luật, luật là gì? Mọi hành động đều có phản ứng tương đương đối nghịch nhau. Chúng ta học có phản lực á, một lực đánh vào này thì nó có cái lực gì? Tác dụng ngược lại. Hình dung chưa nè? Chúng ta phải hiểu cái nguyên lý này. Giống như cho là chúng ta sẽ gì? Chúng ta sẽ nhận.
Ok, mỗi lực mà cái gì mà các bạn phát ra thì nó sẽ như thế nào? Nhận 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 lại. Ok cho này. Nó là mỗi cái cá nhân của chúng ta, mọi thứ tạo ra cho chúng ta ngày hôm nay, hoặc là mọi thứ mà hiện tại bạn đang gây ảnh hưởng đến người khác, thì nó như thế nào ? Đó là chính là kết quả hiện tại bạn đang nhận lại. Ok chưa? Nó là một cái nguyên nhân gì đó mà bạn đang nhận lại. Nếu mà hiện tại, đúng không? Hiện tại bạn chưa có nhiều tiền, bởi vì cái lực bạn tập trung cho tiền nó chưa đủ nhiều. Hiện tại cái mối quan hệ của bạn chưa có đủ nhiều, bởi vì cái lực bạn bạn tập trung cho cái mối quan hệ chưa đủ nhiều. Nếu hiện tại bạn chưa giỏi giang về kinh doanh, cái việc kinh doanh của bạn nó yếu thì bởi vì bạn chưa dành đủ thời gian, bạn chưa thật sự nỗ lực để bạn tập trung vào cái gì, cái lực bạn đánh vào kinh doanh nó chưa có đủ mạnh, y chang nó là như vậy. Tức là bạn chưa tập trung nâng cao kỹ năng, nâng cao quan niệm, mối quan hệ, nâng cao cái bán hàng, nâng cao marketing. Tất cả nó đến từ một cái nguyên nhân là gốc rễ đó hết. Bạn có phát lực ra thì nó mới nhận nhận lại, nhận ra điều này chứ này. Nó là nếu mà và trên cơ sở đó chúng ta đánh giá. Ví dụ đi, các bạn thấy cái công ty Google mà Google họ có gì? Họ có một cái nền tảng tìm kiếm vĩ đại ngày hôm nay. Đó là gì? Đó là bởi vì ngày đêm đã tập trung toàn bộ trí lực chất xám. Ok chưa nè? Và hiện tại phía đằng sau họ là toàn là những người giỏi hàng đầu thế giới. Họ ngày đêm họ tập trung, họ tìm ra cái thuật toán, họ viết, họ đầu tư, họ hy sinh, để chừng cuối cùng họ mới ra được một cái bộ máy vô đối, đúng không? Tìm kiếm tốt nhất thế giới hiện tại. Yahoo trước đó đã ra trước, nhưng mà Yahoo không tập trung đủ mạnh. Yahoo mất cái sự tập trung độ mạnh. Ok, nên chừng cuối cùng là Yahoo bị fail, bị rớt. Hiện tại các bạn thấy Amazon đúng không? Amazon là một cái tập đoàn thương mại điện tử lớn nhất thế giới hiện nay. Để có được Amazon ngày hôm nay, và tại sao họ phát triển mạnh mẽ nó như vậy? Họ đã tập trung ngày đêm xây dựng cơ sở dữ liệu. Họ nghiên cứu dữ liệu. Amazon là trùm nghiên cứu về dữ liệu khách hàng luôn. Và họ tập trung ngày đêm họ nghiên cứu, nên là họ như thế này. Bắt đầu họ hiểu ra được cái hành vi khách hàng trên online nó là cái gì, nên là bạn họ ra được những cái thuật toán để theo dấu khách hàng trên online. Ok chưa? Và chừng cuối cùng ngày hôm nay là họ như thế nào? Họ thắng trên cái thị trường thương mại điện tử. Các bạn có nhận ra điều này chưa nè? Cái kết quả người ta nhận được là bởi vì trước đó người ta đã tạo ra một cái lực, người ta ngày đêm người ta làm cái việc đó rồi. Thì hôm nay là tự nhiên người ta nhận được. Chứ không có phải là tự nhiên ở trên trời nó rơi xuống. Các bạn thấy chưa? Newton đã nói rồi mà, cái lực bạn đánh ra chính là cái lực mà bạn nhận lại. Ok, đó. Các bạn đánh vào cái bàn một cái này bụp này, bạn nghe không? Tức cái tiếng phát ra và cái tay của bạn nó cũng tương ứng với cái lực các bạn nhận lại nó như vậy. Ok, đó. Bạn đánh vào là cái tay bạn nó nghe đâu liền. Hình dung cho cái lực vậy. Đó, trong kinh doanh y chang, trong mối quan hệ y chang. Nếu bạn đủ cho đi thì bạn sẽ nhận lại. Ok. Hồi nãy giờ các bạn nhận ra cái bài học chỗ này chưa? Hồi nãy giờ các bạn nhận ra cái bài học gì? Chúng ta comment xuống đây. Comment xuống đây. Nhận ra. Nếu mà trong khởi nghiệp bạn nhận ra điều này nó rất là tuyệt vời. Nó sẽ giúp cho bạn phát triển hơn. Bạn muốn cho đi thì bạn muốn nhận thì bạn phải cho đi. Ok. Cái bài học thứ ba. Ok chưa nè? Vậy thì cái bài tập thứ ba, cái phần thứ ba là cái gì? Chúng ta cứ gì? Thứ nhất là chúng ta là làm kinh doanh muốn phát triển là bạn sẵn sàng cho đi.
sẵn sàng cho đi, sẵn sàng cho đi, sẵn sàng cho đi với một cái tấm lòng, chứ không phải là cho để mong mà nhận rồi cái lực thì tự động nó quay lại thôi, hình dung chưa? Đó là sẵn sàng cho đi bằng một cái tấm lòng. Ý ở đây nó là vậy á, chứ không phải là chúng ta cho rồi chúng ta ngồi với tôi canh để chúng ta nhận. Sẵn sàng cho đi với một cái gì, với một cái tấm lòng. Ok chưa nè? Rồi ví dụ ha, hiện tại á thì khi nên mà các bạn đang kinh doanh ở bất kỳ lĩnh vực gì thì bạn sẽ gì, sẽ gặp một cái thứ là thị trường vô cùng cạnh tranh, có không? Rất là cạnh tranh đúng không? Cạnh tranh rất là nhiều. Vậy thì cái vấn đề ở đây như thế nào? Cái vấn đề ở đây á, để bạn vượt lên trên á, bạn kinh doanh được á, thì bạn phải gì? Bạn phải suy nghĩ ra được cái thứ gì cho nhiều hơn đối thủ cạnh tranh. Ok, các bạn ghi vô đây nè. Bạn phải cố gắng cho đi thị trường, cho đi khách hàng nhiều hơn đối thủ cạnh tranh. Cái thứ ba là vậy, hãy cho nhiều hơn đối thủ cạnh tranh. Chứ không có phải là ngồi gì rên rỉ. Ok chưa nè? Rất nhiều người á đi vào kinh doanh á, suốt ngày họ cứ hỏi như thế nào, làm sao để tôi có nhiều khách hàng hơn, làm sao để doanh số tôi tăng hơn, làm sao để gì, để nhiều người vào trang web của tôi hơn. Ok, làm sao để tôi có nhiều thị phần hơn, làm sao để tôi có nhiều gì, nhiều lợi nhuận hơn. Ok, những câu hỏi đó nó không có cái gì là không hợp lý cả, nó rất là hợp lý. Tuy nhiên nếu bạn biết đặt câu hỏi theo một cái cách khác thì cái hành trình kinh doanh của bạn á, bạn sẽ nhẹ nhàng hơn. Vậy thì cái vấn đề nó ở đây là gì? Thay vì bạn đặt những câu hỏi như vậy thì bạn đặt một câu hỏi theo cách khác, làm sao để tôi có được, cho được khách hàng nhiều giá trị hơn. Hình như chưa? Làm sao để tôi cho được khách hàng nhiều giá trị hơn. Ok, làm sao để gì, để ngày hôm nay tôi cho nhiều giá trị hơn ngày hôm qua. Làm sao đó để tôi giúp được khách hàng đó, để cho cái cuộc sống của họ nó vui vẻ hơn. Làm sao để tôi giúp được khách hàng để cuộc sống của họ nó tuyệt vời, vời hơn. Ok, làm sao để chúng ta giúp những người khác họ bớt khó khăn hơn. Ok, thì nếu mà chúng ta đặt cái câu hỏi nó như vậy á, thì sao ? Thì phía bên trong dĩ nhiên là chúng ta đặt câu hỏi một cách rất là chân thành. Chứ không phải là chúng ta mong là chúng ta nhận lại một cái gì đó. Và tức là những cái hành động đó, những cái công việc đó, nó xuất phát từ một cái ý nghĩa nó rất là sâu thẳm. Đó là cái sự tử tế từ trong trái tim, đó là cái sự đúng đắn. Thì sẽ từng bước chúng ta nói như thế nào thì cái lực, giống như hồi nãy chúng ta nói đó, cái lực á, cái lực nó sẽ tác động và tự nhiên nó trả lại cho các bạn, và nó làm cho bạn có những cái gì, có nhiều khách hàng, có những cái thứ nó ý nghĩa ra. Ok, vậy thì hồi nãy giờ các bạn có học được cái câu chuyện vừa rồi á, các bạn đã học được cái từ khóa gì tuyệt vời ý nghĩa chưa các bạn comment xuống một cái từ khóa. Bắt đầu chúng ta mình lại tiếp cận với bạn một cái góc nhìn khác, tiếp cận với bạn một cái góc nhìn. Có một gì, có một đứa con trai, nó đã gì, nó đã hơn 30 tuổi, hơn 20 tuổi, và nó muốn gì? Nó muốn mở một cái cửa hàng kinh doanh trên cái khu phố nơi nhà nó sinh sống. Ok chưa? Thì bạn định mở kinh doanh về, ok chưa nè, bán những cái mặt hàng kiếm tiền. Thì bạn mới hỏi người bố của mình, bạn mới hỏi rằng là ok chưa nè, con muốn mở một cửa hàng để buôn bán trên khu phố này, con phải chuẩn bị gì trước đây bố ơi? Thì cái người bố mới nói rằng
ở đây á, nhà mình thì cũng có mặt tiền, rồi ở cái đây này cũng đầy những cái hàng. Các bạn có, con có thể là dư sức con mướn một cái mặt bằng rộng bằng hai cái nhà ghép lại, mặt tiền đàng hoàng, ok chưa nè? Để gì? Để mở một cửa hàng thì nó rất là dễ, con chỉ cần có tiền con ra, ok chưa nè? Con mướn mặt bằng to bự, ok chưa nè? Là con chắc cái hàng hóa đầy cửa hàng, thế là con đã mở ra được cái cơ sở kinh doanh rồi, ok chưa nè? Đơn giản vậy thôi. Tuy nhiên nếu con muốn kiếm được nhiều tiền, ok chưa, thì như vậy là chưa đủ à, con cần phải làm rất là nhiều thứ khác nữa à. Tới đây thì cái người con trai à, mới hỏi với bố rằng ô vậy con cần phải làm cái gì nữa bố? Ok, con đã có cửa hàng, cửa tiệm rồi, gì thì con phải làm cái gì nữa? Ok, người bố nói rằng con cần phải làm thật sự rất nhiều thứ nữa. Ví dụ trên khu phố, cả cái con đường này nhà ta, con thấy không? Sáng thức dậy à, cây à, lá rụng rất là nhiều à, ok, mà lại ít người quét dọn à, con có sẵn sàng thức dậy sớm để con quét dọn cả cái khu phố này không? À, con thấy không à, có những nhân viên bưu điện họ tới, họ giao thư ở trong cái khu phố này của con, và có những người họ không có tìm ra được địa chỉ, thì con có sẵn sàng giúp cái anh nhân viên bưu điện đó, tại con rành ở trong khu phố này à, giúp nhân viên bưu điện đó để như thế nào mà giúp họ à, chuyển cái thư tới những người mà họ không tìm ra địa chỉ hay không, ok không ạ? À, rồi con xem ở trong khu phố này, ok chưa nè, à, có những ai họ đang cần cái sự giúp đỡ gì đó, con sẵn sàng giang tay ra giúp đỡ họ không? À, thì khi mà ông bố nói tới đây thì chàng trai cũng không có hiểu ý gì hết, ok chưa? À, chàng trai nói ủa con ra kinh doanh thì con tập trung vào kinh doanh à, con tập trung để con tìm kiếm nhiều khách hàng hơn, thì tại sao con phải làm những việc đó? Người bố mới nói rằng à, ông cười và ông nói rằng ok thì con tập trung vào việc đó rất là tốt à, con tập trung vào tìm kiếm cái hàng, con tập trung vào cái hàng đó rất là tốt, bố không nói gì hết. Bố chỉ nói ở đây là gì, là nếu con muốn có rất là nhiều tiền, con muốn khách hàng, ok họ tự tìm đến cửa hàng của con muốn cái việc kinh doanh con nó rất là phát triển, ok chưa nè, thì con phải làm những việc vừa rồi bố nói, ok chưa nè? À, đó là bài học đầu đời trong kinh doanh mà con cần phải làm được. À, thì khi mà chàng trai nghe bố nói như vậy á, thì là gì, trường đời mới lớn lên mà, nên là chàng trai cũng như thế nào cũng à, cũng chưa biết gì, nghe bố nói sao thì làm vậy thôi. Mỗi sáng chàng trai như thế nào à, dậy sớm hơn, ok chưa nè, dậy sớm hơn để gì, để quét dọn lá toàn bộ những cái khu phố đó, ok chưa nè, à, sẵn sàng gì, giúp đỡ những người bưu thiếp gì à? À, tìm những cái thư nào khó gỡ thì để ảnh đi tìm giùm cho, sẵn sàng gì, sẵn sàng khuân vác, sẵn sàng giúp người già cả đi qua đường, nói chung à, tìm cái gì đó trong cái khả năng sẵn sàng thì ảnh sẵn sàng giúp đỡ, ok chưa nè. À, và chẳng mấy chốc toàn bộ cái khu phố đó mọi người đều biết tới ai à, đều biết tới cái anh chàng này là một anh chàng thanh niên à, luôn quan tâm lo lắng giúp đỡ cho mọi người à, thì ok mà thì anh thấy rất là bất ngờ, thì tự nhiên người ta như thế nào à, người ta à, cứ tìm gì, tìm tới cái cửa hàng của anh họ mua, và khách cứ đến mua và cứ mua đều đều, cứ mua đều đều, ok. Có những cái khách hàng ở đâu xa lắc á, anh không biết cũng đến mua, hỏi sao là do cái người kề bên đây giới thiệu kêu làm hàng bên của anh. Có những người mà ở bên cái khu phố bên kia luôn, trái đường à, bên đó có cái tiệm mà họ không mua, họ đi vượt qua bên này họ mua cái tiệm của anh, ok chưa nè. À, anh mới hỏi à, tại sao bên đó anh không mua mà anh đi qua tới bên tiệm của tôi anh mua, nó cách một cái khoảng rất là xa. Thì
cái người khách đó họ mới nói rằng tôi biết cậu là một người như thế nào là một người sẵn sàng giúp đỡ người khác, ok không à? Sẵn sàng gì? Sẵn sàng lo lắng cho những cái việc khác, ok. Nên là tôi như thế nào tôi biết cậu là một người rất là tử tế, nên tôi cảm giác an tâm hơn khi mua hàng hóa của cậu. Đó là lý do vì sao tôi đi từ bên kia qua bờ đây, ok chưa này? Đó, các bạn có hình dung ra chỗ này chưa? Và dĩ nhiên về sau này anh này ảnh như thế nào, ảnh hiểu ra nguyên lý, ảnh còn tham gia cái hoạt động xã hội, ảnh còn trích ra một khoản để ảnh giúp những người khó khăn, ok. Ok cho này đó. Mấy năm sau thì nó như thế nào ảnh phát triển cái cửa hàng ra lớn, ảnh mở sang những cái khu phố khác, và chẳng mấy chốc ảnh trở thành một cái người nổi tiếng ở cái khu vực đó nè. Hôm đó, ok chưa nè, một cái gì, một cái đài truyền hình tới phỏng vấn ảnh, hỏi ảnh là vì sao trong một khoảng thời gian ngắn mà ảnh lại rất là thành công trong kinh doanh như vậy. Ảnh chỉ trả lời một câu: tôi chả có cái bí quyết gì hết, cái cách của tôi là như thế nào làm sao đó nghĩ giúp đỡ những người trong cái khu vực tôi kinh doanh giúp đỡ họ được cái gì thì tôi giúp, ok chưa nè. Các bạn thấy hồi nãy giờ các bạn nhận ra được cái từ khóa gì nó hay và nó ý nghĩa không Và cuộc đời mình vừa rồi là cái câu chuyện của cuộc đời mình lại chứng kiến một cái nó rất là thú vị, đó là bác sĩ Tùng là người thành lập ra cái bệnh viện và tập đoàn y khoa Mỹ, dĩ nhiên là bây giờ là cái bệnh viện đó bắt bán rồi, tập đoàn y khoa bệnh viện Hồng Mỹ đó. Thì cái thời mà mình thân thiết với bác thì cái bệnh viện Hoàng Mỹ cứ hàng tháng hoặc là 2 tháng hoặc là 3 tháng họ tổ chức những cái đoàn y bác sĩ đi về những cái vùng xa. Ví dụ ở Bình Phước thì họ đi về Sóc Trăng, họ đi vùng sâu vùng xa, rồi họ đi về Bến Tre ở Ba Tri, tức là họ nơi những nơi xa mà điều kiện khó khăn họ khám bệnh miễn phí, và họ làm đều như vậy họ làm rất là đều. Và nó rất là bất ngờ các bạn, rất là bất ngờ. Có những cái người mà ở dưới cái vùng xa họ lên Sài Gòn họ đi khám bệnh, và họ được tìm đến đúng cái bệnh viện Hòa Mỹ. Và thường thường họ đi chuyến xe này lên, họ đi một cái chuyến xe bít đồ gì đó lên, cái chuyến xe khách đồ lên. Và tới đó là nhiều lúc là gì, tài xế sơm là nói là bệnh viện khác nó gần hơn, mà không, họ nhất quyết họ đi tới thẳng Hoàng Mỹ. Họ không đi chỗ nào khác hết, đi là đi thẳng Hoàng Mỹ thôi. Tôi tới Hoàng Mỹ tôi khám, tôi không đi chỗ nào khác hết. Bởi vì sao? Và trong những cái cuộc nghiên cứu mới biết rằng là những cái người khách đó họ đã nghe tiếng, họ đã nghe tiếng bác sĩ Hoàng Mỹ, bệnh viện Hoàng Mỹ hồi xưa đã gì đã đi xuống đó hay đi xuống đó khám những cái bệnh, chữa bệnh miễn phí cho người dân ở dưới đó, và họ đã biết, và họ lên đây và họ tìm đúng tới cái chỗ đó thôi. Cái đó là những cái câu chuyện mà mình là người chứng kiến thực tế, và mình thấy ra cái việc đó, ok mà. Vậy các bạn thấy điều này tuyệt vời, các bạn thấy tuyệt vời mà. Cái buổi chia sẻ hôm nay các bạn có thấy rằng là cái người khởi nghiệp cái sự nghiệp kinh doanh của chúng ta, cái cuộc sống của chúng ta mà hiện tại nó chưa đạt thành quả, thì chúng ta có thể điều chỉnh lại một chút xíu, là chúng ta nghĩ theo một cái cách khác, làm sao để kiếm tiền nhiều hơn, làm sao để có khách hàng nhiều hơn, thì chúng ta hãy đặt một câu hỏi khác: làm sao đó để tôi gì cho đi được nhiều hơn, làm sao đó để tôi giúp đỡ khách hàng được nhiều hơn, làm sao đó để chúng ta tôi nâng cao cái giá trị và chất lượng sản phẩm của tôi nó lên một tầm cao mới hơn, ok chưa nè. Cảm ơn các bạn nè đã theo dõi cái buổi live stream hôm nay nè. 11 giờ trưa mai chúng ta sẽ gặp lại. Các bạn nhớ đăng ký kênh của mình, nhớ chia sẻ, các bạn nhớ bấm cái live stream này chia sẻ với nhà các bạn, hoặc là tag bạn bè mình, những người thân, em mình, vợ mình,
bà con mình gì đó, họ vào họ xem, họ xem xong như thế nào mỗi ngày họ mở ra một chút xíu, thì tự nhiên cái việc kinh doanh của họ và cái cuộc sống của họ nó thêm ý nghĩa hơn. À, chủ đề trưa mai, 11 giờ trưa mai, mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách tìm và phát triển sản phẩm trong khởi nghiệp. Trong khởi nghiệp ngoài chúng ta đi tìm thì cái cách làm sao để cho tập trung ta phát triển sản phẩm cho riêng mình, chúng ta đi từ cơ sở gì, làm sao để chúng ta đưa sản phẩm mình nó lên một cái tầm cao mới. Cảm ơn cả nhà mình đã xem cái buổi livestream hôm nay. Bên Mỹ người ta có một cái thống kê tỷ lệ thất bại, bỏ cuộc, thất bại, sai lầm, té lên té xuống bên lĩnh vực khởi nghiệp là 90%. 90%, các bạn ghi con số này xuống để các bạn nhớ. 90% nghĩa là gì? Nghĩa là 100 người ra khởi nghiệp thì như thế nào? Thì hết 90 người gì? 90 người đi lên đường, chỉ còn có 10 người thôi. Chỉ còn có 10, tức là còn có gì? 10% thôi là sống sót. Mình thấy mình cũng trong 10% đó có mình. Đúng không? Mình 20 mấy năm mình vẫn cứ mình vẫn cứ gì 20 mấy năm rồi. Mình vẫn cứ gì nhiệt huyết trên cái hành trình làm kinh doanh. Mình không bỏ cuộc, mình không sa ngang, mình đi đến cùng. Nên mình rất là tự hào, mình chia sẻ với các bạn trong 10% là có mình. Và hôm nay mình cũng muốn truyền cái nhiệt huyết, cái lửa đó để các bạn gì? Các bạn cũng là nằm trong nhóm 10%. Các bạn đi, các bạn comment xuống đây, các bạn nói là tôi là nằm trong nhóm 10% của những người khởi nghiệp thành công. Ok chưa? Comment xuống đây. Và lý do vì sao nằm tới 90%. Ok, lý do vì sao? Comment, mỗi người ở đây đều comment xuống đây. Tôi nằm trong nhóm 10%, nghĩa là 20 năm sau gặp lại các bạn vẫn là những người doanh nhân tuyệt vời.